Vâng, em Tuấn phục vụ cho các bác ấy. Đây là những dòng bình dân cho các bác có ít tiền nhưng mà muốn nghe cái chất âm của một số cái dòng loa cũ loa bãi. Đây là đôi loa, nó gọi là dòng loa liền công suất luôn, công suất nằm trong này luôn. Và các bác chỉ cần cắm việc cắm máy tính, điện thoại, tivi, laptop vào đây là nghe thôi. Nó nghe cho điện thoại, đây em cắm thằng điện thoại vào luôn nhé. Đây. Cắm thằng điện thoại vào đây luôn. Và bên này nó chia một đường loa từ bên này sang bên loa này đấy, còn nguồn cắm thẳng đây luôn ạ, có công tắc nguồn đây. Ngoài ra có cổng AUX và cổng CD, các bác cắm ở đây cũng có nhé, vừa AUX vừa CD luôn. Đây em Tuấn test cho các bác nhé. Đôi này cả combo này có mức giá đây nhá, Nicore có mức giá, model Nicore là SD 525, có mức giá là 1.100.000 đôi này. Về sẵn nghe thôi, không phải là lỏng à, các bác đợi em chút nhé, hay là cắm lỏng này. Thành ghế đá chiều cống viết ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Ngược sáng em quay ở ngoài sân luôn này này, cần gì phải trong nhà. Chết đây nhé, volume to này, nhỏ đây này. Sợ tình heo hắt bát trên này, chết, môi lướt này. Mình quên nhau chi để lỡ làng, trời cao xôi chi chuyện phũ phàng. Quảng cáo, ôi giời. Nếu bác nào lấy cả đôi này, cả đôi này, cái này là 900k mà, lấy luôn đôi này nhá, cả đôi này lẫn đôi này. Đôi này 1.1.000 với 900k là 2 triệu, em lấy các bác 1.500.000, lấy cả hai, lấy cả hai em để cho các bác 1.500.000 luôn, cả 2.500.000, ok chưa, lấy cả hai bộ để cho bác 1.500.000 này ạ. Các bác nhiều bác bình luận xong lại gọi hỏi và sao nó không quay những hàng bình dân cho anh em ít tiền. Đây. Con này về các bác tự dọn nhá. Con này một bát này, một tép này. Về dọn đi. Em để cho bác 900k một đôi này. Con này bác cắm thẳng điện 220 được rồi nhá, về các bác dọn nhá. Về cắm thẳng điện thoại máy tính laptop vào đây thôi và cắm một đường AV, em sẽ cho dây AV cho bác luôn. Về bác dùng. Về các bác chịu khó dọn đi.
Con này là đôi loa Nicole, Nicole gì đấy, Digital Audio này. SD768, mức giá 900k một đôi này cho các bác. Ủa sử bán để cho các bác không có tiền lấy cái mà dùng thôi. À, con này là các bác về bác kiểm tra nhé, hình như là một gân một bên nó cảm giác như hơi mủn nhé, em cảm giác như là có tiếng hơi gân, nó hơi hơi gợn đấy, hơi gợn gân. Về đây bạn cái ốc vít ra mà vệ sinh xong nhé. Đấy, để cho bác 900, bên con bên này là hơi gợn gân này. Vẫn bé là có tiếng này. Thấy chưa? Vẫn bé là có tiếng. Thế đây lại dính quảng cáo, vặn nhanh xuống dính bản quyền. Nhé. Ấn mạnh tắt đi. Đấy. Rồi chào các bác, 900k đôi này.